Ok các bạn, hôm nay là sáng Chủ nhật ha, mình đang có mặt tại Metropole Lý Chính Thắng. Đó là thành lập cái chi hội cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh, coi như là triển lãm rất là nhiều dòng cá rất là đẹp. Các bạn mời các bạn theo chân mình vô đây tham quan nha. Hello em. Hello. Lụm đi chứ. Hả? Hello. Hái xà lem nha, cái cá là trên chiến là gặp ha. Ăn quả mâm xôi vậy. Giống giống quả mâm xôi á. Có hai cục trắng trắng này là cái gì? Nhưng mà anh thấy cái vảy nó hình như có sự khác biệt, nó bóng lên, nó phản chiếu á. Hello, mình là Nam Ngôn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Giống như là cá hay là bò sát cũng vậy. Anh nuôi ít đó thì cái môi trường nó rất là thoải mái. Nhưng mà anh nuôi nhiều thì nó sẽ cần như oxy rồi, mình là hút cặn rồi thay nước. Nếu mà mình nuôi trong môi trường mà rộng rãi như là ngoài ao rồi đồ thì thoải mái luôn. Không có cần hút cặn hút đồ. Nhưng mà mình nuôi trong môi trường hồ á, hồ nhỏ thì mình phải xử lý nước dơ rồi. Cái này mà nuôi cảnh chắc cái hồ nhỏ xíu luôn hả? Y như cái ly nhỏ xíu vậy. Cái ly bê tai thôi. À. Nuôi hai ba con vậy á. Bên ngoài ta làm nhiều cho mấy bé chơi á. Ồ. Tập cho mấy bé tính kiên nhẫn nuôi hàng ngày vậy đó. Rồi tụi này nó sẽ ăn cái gì? Ăn nước tảo nè, hoặc là cám mà mình ngâm nước á, ra cái nước đạm á. Mình đổi cho nó ăn, nó sẽ lọc cái dinh dưỡng trong nước. Nó không có ăn bằng miệng. À. Hay ha. Đúng là con gì cũng phải nghiên cứu. Con gì cũng phải biết. 200 người, ok. Ok, thank you em nha. Vô kia luôn hả? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay là sáng Chủ nhật ha. Mình đang có mặt tại Metropole Lý Chính Thắng. Thì hôm nay có diễn ra cái sự kiện rất là lớn ha. Đó là thành lập cái chi hội cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Thì đồng thời phía bên trong cái sảnh này đang có coi như là triển lãm rất là nhiều dòng cá rất là đẹp. Cá vàng nè, bê ta nè, la hán nè, tùm lum tà la trong này luôn. Ok các bạn, mời các bạn theo chân mình vô đây tham quan nha. Không khí rất là đông. Hello em. Hello. Lụm đi chứ. Hả? Hello. Hái xà lem nha, cái cá là trên chiến là gặp ha. Cái này chỉ qua chơi chim rồi. Ok, không khí rất là đông hả bạn ha. Hello em. Thank you em, đây là gian hàng của gian hàng mình là cái gì ta? HBO hả em? Nó là loại gì em? Cái này là men vi sinh cho cá. À. Men vi sinh cho cá hả? Này cầm. Em biết chưa? Nó đừng kèm chút. Cái này sản phẩm của Việt Nam mình hay? Dạ đúng rồi, cái này sản phẩm của Việt Nam mình. À. Nó men vi sinh làm trong nước, giảm độc tố, diệt khử mùi tanh cho hồ cá. Dạ. Ok. Cái xanh với cái đen này nó hai cái. Cái đen với cái xanh là nó khác công dụng anh. À. Cái này thì sản phẩm là mới ra luôn. Ừ. Là nó là chống sốc, giảm stress với hồi phục nhanh cho cá. À coi như cá mới về mình dưỡng là bé nó mau hồi phục, mau thích nghi đúng không? Đúng rồi, với lại nước mới á, mình khử nước mới luôn. À. Cái nước mà mình còn cò lo thì mình khử được luôn. Đây giảm khử stress luôn. Cho cá luôn. Ok, tuyệt vời. Này sản phẩm mới, tặng nên sử dụng. Rồi. Thank you em. Anh thì hiện tại chưa nuôi cá nhưng mà anh sẽ kiếm mấy bạn nuôi cá anh giới thiệu. Dạ. Này, rồi cảm ơn em nhiều. Ok. Thấy anh nuôi đủ loại mà. À anh nuôi tùm lum tà la luôn. Ok cảm ơn dạ. em. Cảm, dạ, cảm ơn em anh. Nhiều. Dạ. Này okay. Xài cho hồ cá biển được. Hồ cá biển được không? Tôm xài em ra. Tôm cá gì là xài được hết. Okay. Cá biển là xài được luôn. Rồi, thấy okay. Anh có làm hồ cá biển mà. Có, đúng không? Ok em. Dạ cảm ơn. Anh cảm ơn nha, lấy nha, cảm ơn. Dạ. Những bạn cá vàng rất là nổi bự ha. Để mình kiếm bạn chủ đây đâu có tiêu rồi. Giờ giới thiệu coi. Thôi đi tham quan vòng đi, lát mình gặp được bạn chủ rồi mình nhảy cái tiêu. Ừ đúng rồi. Em luôn hả? Trời ơi vậy mà nãy giờ đứng cười không. Hello em, giới thiệu giùm anh cái dòng cá này là dòng cá gì, đặc điểm nó sao hả? Dạ cái này thì là dòng Uganda anh ha. Uganda. Dạ đúng rồi. Này dòng cá vàng hả? Dạ này là dòng cá vàng anh. Ừ. Dạ đuôi ngắn. À. Dạ. Thì cái nó có cái đặc điểm gì nổi bật không em? Ví dụ như em mê nó ở cái điểm nào cái dòng cá dạ, này? Dạ nói chung thì mê cá vàng thì anh em tất cả mê cá vàng đều thích về màu sắc. Ừ. Còn riêng đối với em thì em thích về dạng body đẹp. Body. Body càng ngắn càng đẹp, tròn đúng không? Dạ ừ. Càng tròn càng to thì em càng thích. Với đuôi thì nó căng và dáng bơi đẹp. Ừ. Dạ thì em thích như bạn này mặt dễ thương quá, tiếng dạ, lòng quá đúng rồi. Dạ. Cái đầu nó có làm cái yếu tố mà gây ấn tượng không ta?
Dạ thì nói về đầu thì có người thì sẽ thích chơi đầu to, thì có người còn riêng em thì em cũng không thích to lắm, nhưng mà em thích chơi dạng body thôi. Dạ còn có nhiều người anh em thì họ thích cái đầu càng to thì càng đẹp. Anh thích cái đầu càng to càng đẹp á. Dạ đúng rồi. Cái đầu này nhìn giống cái gì ta, quả mâm xôi vậy. Giống giống quả mâm xôi á. Ông em ngay trên mũi của bạn cá bên này nó có hai cục trắng trắng này là cái gì? Dạ cái đó là cái lông mũi con cá thôi anh. Lông dạ. Mũi con cá dạ, mà cũng rồi. Có lông nữa các bạn. Mới nghe luôn, ngộ ha. Dạ. Quá ngầu, dễ thương. Hello anh em. Ờ, hello em. Phải dễ thương luôn. Ồ cái này mình có thể lai tạo, tạo ra màu sắc mới không? Dạ nói chung là lai tạo thì mình có thể lai tạo từ cá bố mẹ, thì nói chung là về bố mẹ thì ren theo em là ren tốt thì nó có thể ra những con cá đẹp đó, nhưng mà nó chỉ cũng tỷ lệ thấp thôi chứ không phải là chắc chắn 100% bố mẹ đẹp nó đều ra cá đúng con rồi, nó đẹp. Có xác suất hết đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cái này là massage cho em. Dạ cái này còn lớn nữa anh. Dạ kích thước lớn nhất của nó cỡ nào? Cái này thì hiện tại là em cũng chưa thấy được con cá lớn nhất, thì em cũng chưa biết nó lớn nhất thế nào, nhưng mà hiện tại là nó sẽ còn lớn nữa. Dạ như mấy bạn này là được bao nhiêu tháng tuổi rồi? Dạ cái này thì các bạn này thì chắc phải trên 1 năm tuổi rồi. Trên 1 năm tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Là còn lớn nữa ha. Dạ đúng rồi. Dễ thương. Dạ. Rất là dễ thương các bạn, mà cũng đã rất là to rồi. Thì mình cũng từng gặp bé nó bự hơn vậy, chắc bự cái này quá. Dạ. Cầm lên mà không hết bàn tay luôn á. Bé này thì em phải cầm bằng 2 bàn tay em mới cầm hết được. À, mới hứng được nó đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái cách chăm sóc của bé này yêu cầu nó chỉ cần có oxy là đủ không? Dạ thứ nhất là có oxy và thứ hai là anh phải có một bộ lọc tốt và tạo môi trường nó sạch với cho chế độ ăn phù hợp. À, dạ. Coi như là nó cũng thích nước sạch. Chứ dạ nó đúng rồi. Bữa nay mình cũng ăn cám hạt đâu thôi hả? Dạ em thứ nhất là em cho ăn cám và thứ hai là em cho ăn trùng, trùng chỉ ha. Nếu dạ. Vậy nó sẽ lên màu tốt hơn. Thứ nhất là nó cũng lên màu tốt hơn, với thứ hai là độ phát triển nó lớn. Oh, ok, thank you em nhiều đã chia sẻ nha, anh đi tham quan tiếp vòng nữa có gì không biết anh hỏi nha. Dạ dạ. Ok, cảm ơn em. Đây các bạn còn rất là nhiều các bạn cá vàng rất là đẹp ha. Màu sắc. Chấm đỏ nhìn nó cũng sang à ha. Đen cũng đẹp à. trên cái mặt của nó có mấy cái cục lông đồ nhìn tíu tíu, mà cái đầu của nó nổi cục lên nhìn nó cũng ngộ ngộ bạn. Ồ nhiều con cũng rất là dị luôn. Nhiều con nhìn màu dị quá. Ồ con này đỏ rực luôn. Màu sáng ha, y như là bên trong nó có cái đèn neon nó phả ra ngoài vậy. Đẹp chưa? Này là dắt dùm nhậu hay sao bụng bự quá sệ luôn. Này là gì ta, không lẽ là cái kia của nó ha, mà ở kia nhìn nó cũng không có phản cảm lắm. À, nhìn nó phản cảm lắm ha. Hello em. Ok các bạn, nguyên cái dãy này là dãy cá vàng ha. Có mấy bé màu sáng rực luôn. Chưa công bố anh, nhưng mà em trong này thì em biết. Đây có rất là nhiều những cái thương hiệu phục vụ cho phong trào nuôi cá vàng ha. Rồi có mấy cái xốp cá nữa, có cá cảnh ông Mạnh nữa nè. Wow nè quý một. Ủa cái hồ cộng đồng này đẹp vãi luôn, con cá kia đỏ. Rồi đây là bể của em. Ồ này con hồ em hả? Yeah. Wow. Ok chết nha. Đẹp quá. Ủa em. Em rảnh em giới thiệu anh với mấy bạn này màu gì mà sao nhìn nó đã quá vậy? Dạ mấy con này Rikin. Cá Rikin. Dạ màu trắng đỏ thì nó cũng nhiều tên lắm, nhưng mà
thì mình cứ gọi là trắng đỏ thôi. Trắng đỏ. Có những con như cọp này kia, hiếus đó. Nhưng mà anh thấy cái vảy nó hình như có sự khác biệt, nó bóng lên, nó phản chiếu. Metallic, dạ, có những con metallic thì nó sẽ khác hơn nè. Đó. Ấn tượng quá luôn á. Cái này nước mới thay ha, chứ còn nước đúng ở nhà mình mà nó trong nữa, còn nhìn đã nữa. Cái này mà đúng mà chuẩn nước của em nữa là nó trong mà cá nó sung lắm. Nay là do mình vận chuyển cá liên tục, cá này ở ngoài Quảng Ngãi mang về lắm. Nhập từ bên Trung Quốc về, xong rồi về Quảng Ngãi dưỡng xong đem về Sài Gòn dưỡng xong bây giờ mang qua đây thi. Cho nên qua đây là show chứ mới là thi. Thì nó nhiều công đoạn quá, có làm rồi, cá nó cá nó không sung. Vậy nó không sung. Cái này là shop em ngoài Quảng Ngãi luôn. Dạ, shop Quảng Ngãi. Rồi, có dịp Quảng Ngãi ghé chơi. Dạ, ok. Em là bên cá coi nữa. Chủ yếu là cá coi là chính. Còn cái này là em về chơi về đam mê. Còn em chạy cá coi lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Chạy 8 coi farm á. Cho nên là anh con mấy anh em này là cá coi là biết trong vòng nhau hết rồi. Con nữa lát. Ok, dạ. Bạn bữa nào ra Quảng Ngãi. Dạ, ra ok, Quảng Ngãi chơi với em. Có mấy cá này màu đẹp ghê luôn nè các bạn. Dạ. Cái bộ màu nó dữ lắm. Bộ màu thằng Trung Quốc nó làm khá hay. Sao làm hay dữ. Indo, cả Indo làm cũng ổn, nhưng mà em thấy Trung Quốc đó là bộ màu vẫn tốt nhất. Đúng rồi, bóng sáng lên luôn. Sạch, cũng sạch, khá sạch. Sạch luôn. Yeah. Nhiều khi mình làm có những con nó bị lem luốc, chứ thật ra cũng có những con bị lem nè ha. Nhưng mà nó sạch nữa càng đẹp nữa, nhưng mà những con này không? Sạch, cực kỳ sạch luôn. Đúng rồi, cực kỳ sạch luôn. Không lem như nào luôn. Không lem. Cái này em muốn mới đem về ha. Dạ. Kế hoạch của mình là cũng sẽ ép ra, rack ra. Dạ không, có nghĩa là em chỉ chơi và em nhập một lần 50+ con lận, xong em về em lựa ra được bao nhiêu rồi em đi show cho vui thôi. Chủ là chơi là chính, còn kinh doanh thì ví dụ là anh em nào thích thì mình sẽ gả. Ok đó. Ok, quá đẹp luôn. Cái này bà ở nhà mình ha, nước trong veo ngồi ngắm thôi chắc là em nhà em bốn cái bể, một mét tư đây, 1.3 em có 4 cái. Nó dài một gàng đó là cả mấy trăm con á. Nhưng mà toàn cá nhập. Rồi cũng cá lựa của anh Lâm VN cũng có một ít. Quá tuyệt vời. Ok, cảm ơn em nhiều. Okay, có dịp ra Quảng Ngãi. Ok anh cha. Dạ dạ. Quá đẹp luôn bạn. Đó, cũng rất là nhiều anh em ha. Nãy trên đây là gặp nãy các bạn gặp Thái Salem rồi, gặp Quốc rồi. Có hiếu thèm rắn nữa. Này những gian hàng vi sinh ha. Cái này là beta. Nay hồ này dám quay cái kia nhìn nó hơi thì quá. Rồi ký là này. Anh em beta cũng đông quá nè. Như có chấm thi, chấm điểm, đang chấm thi ở trong đó nè. Quá đông luôn các bạn. Tính đồ cá quá đông luôn. Mình quay cho mọi người coi toàn cảnh là đông nghẹt luôn. Quá đông rồi, chen vô từ từ. Về dấu chỉ cho này chứ vậy. Ok, bên kia là cá la hán các bạn ha. Đông nghẹt luôn. Gian hàng bên này là cá la hán các bạn ha, mình thấy có những bạn là đầu rất là to luôn. Dù là cá la hán những năm sau này nó không nổi như lúc trước ha, nhưng mà cũng còn rất là nhiều bạn cá khủng. Dạ.
cái không được ok lắm trong những cái, tất nhiên cái này đành phải chịu rồi, khi mà cá là hồ phải vận chuyển lên là nước bơm nước mới vô, cho nên là cái nước nó không có được đẹp như là ở nhà, cái này mình phải chịu rồi. Thôi cái đầu nó muốn nản luôn, bơi không nổi. Đầu gì vậy? Nè đậu tròn quay luôn nè, coi đậu tròn quay luôn nè. Rồi cá sung quá, bạn này sung nè. Anh là năm ngô đúng không? Đúng rồi. Em có follow TikTok anh á. Ok, thank you em nhiều. Có sung quá, mạnh quá. Cái con này trâu quá dữ. Trâu. Dày lên luôn nè. Nổi rõ nét luôn. Sùng cá tương tác tốt. Sùng ghê à. Đầu có cân đối nó không bị lạch à. Nguyên bên Tấn kêu Tấn kêu Tấn hình kêu kêu này là ở Metropo Lý Chính Thắng các bạn, 200 mấy ta, đây là 200 mấy Chính Thắng quên rồi, 216 Lý Chính Thắng nha các bạn. Oh, ok ok đâu 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 ok bạn tới giám khảo chấm điểm rồi để mình để đi tới ha. Ờ đúng rồi. Hello anh. Bận biểu quá, ngày em ghé chơi mà bận quá. Ở giờ bận thiệt chứ. Không bận bận anh ơi. Đi công trình nữa. Em nghe anh bận là em mừng rồi, đi công trình mới bận chứ. Rảnh là hết vui. Ok bạn, các giám khảo đang đi chấm điểm bên kia ha. Cô mà xưa cá là bên này mạnh dữ luôn rồi. Cũng đi chấm thi. Dạ. Cái này thời đỉnh cao của nó cũng thôi quy hoàng luôn. Ê thế quá nó gặp ai được rồi, phải không anh? Đúng ok. Có phải mấy năm sáu mươi năm rồi em đang nghỉ rồi mỗi lúc nào làm dữ vậy em mong rồi, em mong dưới đây đâu anh cũng vậy à. Hello em. Bên này là rugby. Ôi. Con này cái đuôi cam đẹp quá. Làm hay á. Dạ. Thấy nào này. Giống như nào nói chuyện có cái cuốn hút. Hôm qua thằng Long nó qua anh chơi. Dạ. Long á, Long nhóc á, hồi bữa em quay cái coi của nó. Dạ 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 dạ. À, Long bé. Nó qua anh chơi, nó bữa anh Nam có qua em. Dạ. Bữa giờ anh cũng bận quá chưa gặp anh Nam. Bữa đó qua ngay dịp hẹn về bên Nhật về. Dạ. Quay luôn. Hello các bạn, đây là anh Côn ha. Anh Côn là chủ cái trại cá coi cũng khá lớn. Hẹn anh hoài qua quay cho các bạn coi mà anh bận công trình quá, bạn đi biêu hồ. Đuối luôn anh ha. Hồ nào nãy chà má. Nhưng mà vẫn giữ cuộc hẹn nha, nào rảnh cho em chút thời gian nha. Ok nào. Anh Nam Ngô đúng không? Hello. Rồi, rồi. Rất là vui các bạn, anh em coi như là chơi cá, chơi con này con kia biết rất là nhiều luôn. Nói chung là sinh nhật cảnh với nhau là rất là kết nối nha. Đi đâu cũng là tay bắt mặt mừng, vui vẻ. Có mấy con cá màu đẹp lạ ghê á. Thank you.
quá đông luôn. À, hello em. Tính lắng qua các bạn màu đó hay gì vậy? Có anh đi quay thôi, mấy anh em ngủ chơi. Có thời gian là chơi luôn á. Tính lắng qua các bạn màu nữa chứ. Chơi luôn. Đấy, có thời gian là chơi hết á. Hello em. Em Nguyễn Khang anh. Hả? Em Nguyễn Khang, bữa em nhắn mệt đó anh. À, ok Khang. Cảm ơn anh, em tới chơi anh. Thank you anh em nhiều, mời anh đi anh mới cảm ơn chứ. Rất là vui các bạn, anh em bên cá bữa gửi thiệp mời cho mình lên chơi. Dễ thương. Thì hôm nay là một cái sự kiện rất là lớn luôn á. Nó thành lập một cái chi hội cá cảnh của thành phố Hồ Chí Minh. Tắt đèn luôn rồi. Ai đá ổ điện. Để đi kiếm anh em nào trong ban tổ chức hỏi cái sự kiện ngày hôm nay. Cái Ừ. Mình phỏng vấn cái sự kiện ngày hôm nay á. Dạ, ok. Mình đứng ngay đây đi ha, cho ta thấy cái sự kiện. Ok các bạn, hôm nay mình coi như là tới tham gia một cái sự kiện cũng rất là quan trọng ha. Anh em tổ chức rất là hoành tráng và chỉnh chu mọi thứ. Dạ. Thì em tên gì? Dạ em tên là Thuận á. Thuận hả? Ok dạ. Thuận có thể chia sẻ cho các bạn khán giả biết là cái sự kiện ngày hôm nay mình chuẩn bị cho cái gì sắp tới. Dạ. Thì cá nhân em á thì cái show như thế này cũng là mục đích là để đẩy mạnh cái phong trào anh em chơi cá. Chung luôn tất cả các loại cá chứ không riêng gì là cá bé màu hay là cá gì hết. Đúng. Nói rồi. Chung nó toàn bộ những cái sinh vật cảnh. Thì em cũng là thuộc trưởng ban truyền thông của bộ môn cá bé màu trong chi hội cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Okay. Thì rất là vui khi mà em cùng với anh em tạo dựng nên một cái chương trình như thế này. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Nói chung là gắn kết được tất cả. Dạ đúng rồi, luôn. Tất cả các cảnh luôn. Quá thì, hay tất luôn. Cả những anh em đều mà ai chuyên gì cái dòng gì đó thì có thể tham gia vào, ví dụ như cá vàng, cá la hán hoặc là cá bé ta, cá bé màu rồi đó. Thì trước mắt là vậy. Ok. Tương lai thì em sẽ cùng với anh em có thể sẽ làm lớn hơn nữa. Quá dạ. Tuyệt vời luôn. Nghe là thấy sướng rồi. Dạ. Bạn nghe là thấy sướng. Chơi nó phải kết nối lại và cùng nhau hợp sức tổ ra những tổ chức ra những cái sự kiện như vậy thì phong trào nó mới phát triển được. Thì trong đây mình thấy là có cá coi rồi, có anh dạ. Em bên bò sát, ví dụ như mình dạ. Thèm rắn tùm lum hết trơn dạ. Ok, chúc cho chi hội mình ngày càng phát triển dạ. Làm thêm nhiều cái nữa, có gì hú anh đi chơi dạ. Em cũng chúc cho kênh của Nam Ngô ngày càng phát triển mạnh hơn okay, nha. Em rất là idol luôn á. Ok, ok, okay, okay. Cảm ơn em nhiều nha. Quá tuyệt vời luôn các bạn dạ. Ok, anh xin lỗi này nha, cảm ơn dạ. Em ok các bạn, thì đây là một cái sự kiện được tổ chức rất là lớn, rất là chỉnh chu, thu hút được rất là nhiều những anh em mà đam mê sinh vật cảnh ha. Thì ở trong đây là trước là show hồi nãy mình cũng đi quay sơ sơ cho anh em coi rồi. Rất là đông. Cũng không có quay kỹ được từng bản cá đâu. Thì hôm nay mình thấy ở đây là sẽ có cá vàng, cá beta, guppy và la hán. Có tổ chức chấm thi luôn, có ban giám khảo luôn. Thì sau khi triển lãm xong thì sẽ có cái phần họp bên kia để đưa ra những cái quyết sách, những cái kế hoạch này nọ để mà phát triển cái phong trào nuôi cá cảnh ở Việt Nam mình. Rất là tuyệt vời luôn. Hy vọng là sắp tới sẽ còn nhiều sự kiện hơn nữa để mà chúng ta có thể kết nối giao lưu với nhau và tìm hiểu về cái dòng cá đẹp ha. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Mình đi chơi tiếp đây nha.